tiền của anh chị và anh chị phải hoàn toàn trách nhiệm với cái số tiền mình đã kiếm hoặc là trách nhiệm với cái quyết định của mình. Và đối với Tô Linh Ngọc thì Tô Linh Ngọc cũng sẽ lựa chọn cái phương án của mình. Ở thì Tô Linh Ngọc ở những cái dự án như thế này. Còn khi đi đầu tư thì Tô Linh Ngọc sẽ đầu tư ở những cái vùng ven các khu công nghiệp, nơi mà hạ tầng nó đang được phát triển, thì những cái nơi đó nó sẽ giúp Tô Linh Ngọc có thể tăng trưởng từ 3 đến 5 lần trong vòng 2 đến 3 năm. Xin chào anh chị và các bạn, tôi Tô Linh Ngọc đây. Nhiều anh chị em có đặt câu hỏi cho Tô Linh Ngọc tại sao Tô Linh Ngọc lại lựa chọn cái phương án là ở của dự án Vinhome Golden Bắc ở nhà của Vin mà lại đi đầu tư bất động sản vùng ven. Thì hôm nay Tô Linh Ngọc sẽ làm một cái video nó chia sẻ những cái suy nghĩ và những cái trải nghiệm của bản thân mình và cái lý do tại sao mình lại lựa chọn cái phương án đó, và mình nghĩ cái phương án đó nó rất là thông minh. Thứ nhất là như anh chị và các bạn có thể thấy một chút về những cái tiện ích của dự án Vinhome Golden Bắc. Đối với dự án Vinhome Golden Bắc thì chúng ta phải kể đến với là những cái tiện ích như biển nhân tạo, bãi cát trắng được lấy từ cát từ Nha Trang về, rồi công viên 36 hecta, bến du thuyền và toàn bộ những cái hệ thống trường học, bệnh viện liên cấp cũng như các cái khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em, và nó đảm bảo cho Tô Linh Ngọc và gia đình có một cuộc sống được đầy đủ các cái tiện ích. Ngoài ra đối với những cái dự án như dự án Vinhome Golden Bắc có thể có hơn 1.000 căn khối đế cộng với hơn 1.000 căn nhà phố thương mại ở bên này, anh chị và các bạn sẽ thấy. Thì đối với những cái bất động sản đó thì sau này nó sẽ có những cái ngành nghề về kinh doanh, thời trang, ăn uống, nhà hàng và đầy đủ các cái tiện ích xung quanh cái cuộc sống của Tô Linh Ngọc. Với cái quy mô này nó đâu đó nó rơi vào 271 hecta, thì với một cái lượng dân cư lên đến 250.000 dân, thì những cái nơi như một cái dự án Vinhome Golden Bắc nó sẽ giúp cho những cái chủ shop, chủ đầu tư kinh doanh nó sẽ có lời. Ví dụ như cái vị trí Tô Linh Ngọc đang đứng đây, nó là một cái hòn đảo gọi là hòn đảo dưỡng sinh, và bốn mặt xung quanh hòn đảo nó là nước. Thì anh chị và các bạn cũng thấy rằng đây là một cái nơi nó tiện ích nó rất là nhiều. Và những cái nơi như dự án Vinhome Golden Bắc này, và nó thật sự nó là hiếm thấy và khó tìm ở một cái đại đô thị tại thành phố Thủ Đức cũng như thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở trong Việt Nam nói chung. Và Tô Linh Ngọc ở dự án bởi vì Tô Linh Ngọc muốn tận hưởng cái tiện ích của dự án. Còn đối với cái hiệu quả kinh doanh cũng như sức lợi đầu tư đối với dự án Vinhome Golden Bắc thì nó phải đòi hỏi những anh chị phải có kiến thức và có cái sự hiểu biết về cái quá trình đầu tư những cái bất động sản của Vin thì mới giúp cho mình được cái kết quả đầu tư tốt. Tôi đã lấy một ví dụ như nếu anh chị và các bạn đầu tư vào căn hộ Rainbow trong vòng hơn một năm rưỡi qua thì đâu đó giá cũng tăng trưởng hơn 10%, 10 đến 15% tùy vào căn. Nhưng nếu mà anh chị và các bạn biết được cái điểm vào, điểm ra và tận dụng được những cái chính sách gọi là ân hạn gốc lãi trong vòng 18 tháng để mình bán được ở cái thời điểm đó, thì nếu mà anh chị và các bạn muốn bán được thì anh chị phải lựa chọn được những cái bất động sản nó là hàng hot hoặc nó là những cái bất động sản mà ai cũng mong muốn thì anh chị mới ra hàng được nhanh. Thì khi mà anh chị bán ở trong cái thời gian ân hạn gốc lãi, nghĩa là ví dụ một cái căn 3 tỷ thì anh chị mới vô có 1 tỷ mà anh chị bán được lời đâu đó 300 triệu thì đương nhiên cái suất sinh lợi nó là lên đến 30% trong vòng 1 năm xét về hiệu quả đầu tư. Thì nó so với những cái đầu tư đất vùng ven hoặc những cái ngành nghề đầu tư khác thì nó sẽ không bằng, nhưng nó cũng sẽ giúp những anh chị đó có những cái lựa chọn và những cái quyết định nó an toàn, nó gần thành phố, gần trung tâm, gần nơi những anh chị ấy sống hơn. Và trong câu chuyện đầu tư thì quan trọng nhất nó là cái sự phù hợp với mỗi cá nhân, chứ nó không có đúng, không có sai. Cũng như những cái khách hàng lớn của Tô Linh Ngọc thì những anh chị này, anh chị là Việt Kiều, thì đôi khi anh chị ấy đầu tư những cái bất động sản vài ba triệu đô, nhưng anh chị ấy chỉ kỳ vọng cái lợi nhuận sinh lợi từ 6 đến 10% một năm. Và anh chị ấy nói với Tô Linh Ngọc rằng chỉ cần em đảm bảo giữ được cái tài sản cho anh và nó tăng trưởng ở cái một cái ngưỡng 6-7%
là anh vui rồi. Và anh bây giờ đến cái tuổi của anh thì bây giờ anh chỉ cần bảo vệ cái tài sản của mình thôi. Và tất cả những cái quan điểm của những anh chị, những cái nhà đầu tư khi mà làm việc với Tony Ngọc thì nó đều được Tony Ngọc tôn trọng, vì đó là tiền của anh chị và anh chị phải hoàn toàn trách nhiệm với cái số tiền mình đã kiếm hoặc là trách nhiệm với cái quyết định của mình. Và đối với Tony Ngọc thì Tony Ngọc cũng sẽ lựa chọn cái phương án của mình. Ở thì Tony Ngọc ở những cái dự án như thế này, còn khi đi đầu tư thì Tony Ngọc sẽ đầu tư ở những cái vùng ven các khu công nghiệp, nơi mà hạ tầng nó đang được phát triển, thì những cái nơi đó nó sẽ giúp Tony Ngọc có thể tăng trưởng từ 3 đến 5 lần trong vòng 2-3 năm. Hoặc đối với cái năm 2020, những cái kết quả đầu tư của Tony Ngọc rất là tốt. Những cái lô đất, nếu mà Tony Ngọc mua đất lẻ 1.000 m² thì đầu năm mình mua 350 triệu, nhưng đến cuối năm mình có thể bán ra 650 triệu đến 700 triệu, cũng tăng trưởng gấp 2 lần trong một năm, thì như vậy cũng khá là thành công. Hoặc ngoài ra, Tony Ngọc cũng sẽ có rất là nhiều cái chiến lược trong cái quá trình mình đầu tư. Chiến lược số 1, ban đầu thì Tony Ngọc đầu tư những cái mảnh đất lẻ, và với cái triết lý đầu tư đó là diện tích lớn, giá rẻ, vị trí tiềm năng, và thứ tư đó là pháp lý an toàn. Thì Tôn Ngọc đầu tư những cái lô đất nó từ 400 đến 500 triệu 1.000 m², và sau này thì đợi 3 tháng, 6 tháng thì Tôn Ngọc hoàn toàn có thể ra cái giá là 600-700. Tính ra trong những hiệu quả đầu tư của Tôn Ngọc mang lại đầu đó rơi vào 50% trong vòng 1 năm, và cái điều đó cũng khá là thú vị. Tuy nhiên có những cái lô đất đặc biệt thì Tony Ngọc lợi nhuận đến 100% trong vòng 1 năm. Sau khi mà Tony Ngọc thấy thị trường viên các cái khu công nghiệp, đặc biệt là Bình Phước, nó phát triển như vậy, thì Tony Ngọc nhìn lại và cũng có xem những bài báo. Thì Tony Ngọc thấy bây giờ cái thị trường, bây giờ nếu mà Bình Phước nó liệu có thể nó là một cái Bình Dương thứ hai không? Thì mình quay lại câu chuyện của Bình Dương, thì cái kết quả mà Bình Dương nó đã đạt được trong năm 2020, Bình Dương là cái tỉnh có GDP thu nhập bình quân đầu người lớn nhất đất nước, và ở Bình Dương là một cái tỉnh không có hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Việt Nam, và ở Bình Dương nó là một trong những cái tỉnh có lên đến 5 thành phố. Và Tôn Ngọc thấy một điều rằng khi mà những cái chuỗi liên kết những cái thành phố ở những khu công nghiệp trọng điểm của phía Nam đầu đó rơi vào 10 thành phố, Tôn Ngọc phải liệt kê cho anh chị và các bạn, đó là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, thành phố Biên Hòa, thành phố Thuận An của Bình Dương, thành phố Dĩ An của Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Nam Tân Uyên, thành phố Bến Cát và thành phố Đồng Xoài, và sắp tới như Trơn Thành, Đồng Phú và Đồng Xoài, đó là một cái trục rất là phát triển của Bình Phước. Và Tôn Ngọc lựa chọn đầu tư vào Bình Phước bởi vì cái dư địa tăng giá ở Bình Phước nó rất là lớn. Đối với những cái bất động sản ven khu công nghiệp, giá đâu đó thì rơi vào từ 600 đến 1 triệu một mét vuông. So với Bình Dương thì nó đã lên đến 30 đến 40 triệu một mét vuông. Tuy nhiên có những cái lô đất đặc biệt rẻ nó chỉ rơi vào 350.000 một mét vuông, có nghĩa là một cái lô đất 1.000 mét vuông. Anh chị và các bạn tưởng tượng ở một cái mặt tiền đường 12 mét thì rơi vào 350 triệu. Thì đối với những cái bất động sản đó, khi mà Tôn Ngọc được tìm hiểu, và chính Tôn Ngọc là một nhà đầu tư, Tôn Ngọc thì mua những cục đất thép là lên đến 2,2 đến 2,4 một hecta, thì cái câu chuyện mà khi mà người ta cắt ra một lô đất như vậy thì cái giá đầu vào anh chị đó lên đến 280 và 300 triệu một cái nền la thổ của mình, và mình đầu tư vô giá 350 thì nó hoàn toàn là cái giá thì mua vô cùng tốt. Và khi đó thì Tony Ngọc sẽ thấy rằng đó là một cái điểm mua nó rất là an toàn cho Tony Ngọc. Và Tony Ngọc đã đầu tư, và khi mà Tony Ngọc đầu tư đâu đó trong vòng 3 tháng, 6 tháng thì Tony Ngọc cũng áp dụng những cái chiến lược, đó là mình mua 3, mình bán 2 và mình giữ 1. Thì Tony Ngọc đã về 40 đồng và lời được một lô đất. Đó là những cái chiến lược khi đi đầu tư của Tony Ngọc. Chiến lược số 1 đó là mình mua từng cái nền một để mình gia nhập vào thị trường. Chiến lược số 2 là Tony Ngọc sẽ là mua 3, bán 2 và giữ 1.
Và tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái chiến lược này, nó cũng khá là thông minh và nó cũng lợi nhuận cũng khá là nhiều. Sau này đó là Tô Đình Ngọc sẽ đầu tư theo hình thức là mình mua 3 lô sát nhau. Đối với những cái lô đất mà nó có quy hoạch thổ cư trên đất nhưng hiện tại nó đất cây lâu năm, mình mua 3 lô sát nhau, tức là 10 x 100 thì nó thành một cái lô là 30 x 100. Thì mình sẽ cắt ra thành 6 lô nhưng mình giữ lại một cái lô có 6 lô là 5 x 40. Tương đương với lại mình sẽ bán đi 5 lô, 5-40 là rơi vào 1.000 mét và mình còn lại 2.000 mét có cái đường vào là 5 mét. Và đối với những cái lượng đầu tư đó thì tôi gặp mang lại cái kết quả lợi nhuận 50% ở trên cái số vốn bỏ ra, nhưng mình lại còn lại một cái lô đất. Và cái lô đất này sau này tôi nhập sẽ xác định khi đến cái tuổi 35 của 40 của mình thì lúc đó tôi nhập sẽ xác định sẽ khai thác dòng tiền ở trên những cái bất động sản đó. Và đương nhiên đối với những cái thị trường như thị trường bất động sản công nghiệp của Bình Phước thì đương nhiên cái thời gian hình thành đến thời gian phát triển thì đâu đó cũng phải rơi vào từ 3 năm đến 5 năm là thời gian hình thành, và để phát triển thì nó phải từ 5 đến 10 năm thì nó mới như Bình Dương bây giờ. Như Bình Dương bây giờ thì cũng phải mất 20 năm. Tuy nhiên khi mà Bình Phước nó sẽ là một Bình Dương thứ hai, nhưng tôi Ngọc tin rằng nó chỉ mất đâu đó thì rơi vào khoảng 10 năm. Thì tôi Ngọc đang xây dựng cho mình những cái thửa đất như vậy để mình sau này mình sẽ khai thác vừa là lại vốn và vừa là dòng tiền ở trên những bất động sản đó. Tôi Ngọc ví dụ ở trong một cái câu chuyện đó, đây là những cái lô đất mà tôi Ngọc đi đầu tư. Ví dụ như tôi Ngọc phải mua 3 cái sổ như thế này. Đây là cái lô đất nó nằm ở trên mặt tiền đường Liên Huyện mà giá đầu vào nó chỉ có 650 triệu một nền như thế này thôi. Và trước mặt của lô đất này nó đang là đường đất, và cách cái lô đất này đầu đó rơi vào 500 mét thì ở mặt tiền đường nhựa cũng nằm ở trên trục này luôn, nó là 100 đến 110 triệu một mét ngang. Thì cái câu chuyện là tôi Ngọc đầu tư vào cái lô này nó chỉ rơi vào là 650 triệu, và sau đó tôi Ngọc quyết định tách ra làm 6 nền. Như anh chị và các bạn nói, tôi mới trao đổi phía trước thì cái 6 nền này thì cái tổng cái chi phí mà Tôn Ngọc tách ra thì nó rơi vào đâu đó khoảng 250 triệu. Và Tôn Đinh Ngọc sẽ bán đi 5 lô thì Tôn Ngọc sẽ thu về đó là 2 tỷ rưỡi. Và Tôn Đinh Ngọc sẽ giữ lại một cái lô là 5 x với 100 và nó nở hậu ra và có tổng cái diện tích là 2.000 mét vuông. Và ở cái bất động sản này thì Tô Đình Ngọc sẽ giữ lại để sau này khai thác dòng tiền, và Tô Đình Ngọc có một cái phần tiền dư ở trong cái quá trình đầu tư của mình. Đấy là những cái công việc hoặc những cái liên quan đến quá trình đầu tư của Tô Đình Ngọc. Nếu anh chị và các bạn đang xem cái video này có ghi nhận hoặc đâu đó có những cái thông tin nào giúp anh chị học hỏi được một điều đó nào đó, thì anh chị và các bạn hãy giúp tôi Ngọc chia sẻ cái video này đến nhiều người hơn. Và nếu anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tô Đình Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tô Đình Ngọc. Tô Đình Ngọc xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi.